Hành tinh đồ chơi Toy Planet. Lâu thì nó hơi dính, bây giờ anh sẽ tách nó ra. Xào nước nóng và nó sẽ tách nhau ra ngay ấy mà. Hấp dẫn lắm các em ơi. Đảo đều lên. Wow. Đĩa của chúng ta các em ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Quá các em ơi. Anh tóc xanh nãy giờ nhìn xem anh ngố mà đứng ngồi không yên. Để cái công đoạn cuối cùng thôi, cả thế này thì các cái bột phô mai của mình cay phô mai lên. Hôm qua ngày 10 chuẩn bị Hàn Quốc cay nồng, có mùi vị của Hàn Quốc không diễn tả được, đó là mùi vị của mì cay. Nó làm gì của mì cay, có bây giờ có mùi chút bột phô mai béo béo lên, còn gì hấp dẫn bằng nữa. Mì tôm ngon ngon, tô cookie ngậy ngậy chả cá. Lại còn thêm vị rau cải thảo thanh thanh nữa. Đừng không biết diễn nữa. Không biết diễn tả thế nào nữa. Đừng nói nữa. Nước dãi chảy ra ướt hết cả trong nhà rồi. Trời, chẳng đừng có cần chậu nữa đâu. Không có chậu nữa. Ừ, là cái con em thôi. Ngon quá trời. Ăn thôi. Ăn một miếng bánh gạo Hàn Quốc xem sao. Có vẻ cái này hơi khó gắp. Thơm quá, thơm quá, thơm quá. Có cả mì cay nè, mì cay trộn với sốt của tteokbokki ngon kinh khủng luôn. Em ăn. Ngon quá trời luôn. Sao mà diễn tả nổi em.
ăn thêm một miếng mì cay. Cái nước của cái sốt của mì cay này nãy ăn đấu ăn nước nó không còn quá cay nữa đâu các em ạ. Rất là vừa ăn luôn. Ừ. Wow, cái sốt của nó này. Ôi, quá trời luôn. Quá trời quá đất. Các em ơi, món tteokbokki ở bên, món tteokbokki ở bên Hàn Quốc là một món khá là rẻ tiền, nhưng mà khi sang Việt Nam lại thành một món đắt tiền. Các em hãy tự ở nhà làm nhá, vì món này rất là rẻ, và nói chung là khá là rẻ mà có thể tự làm được, nguyên liệu lại dễ kiếm nữa. Đây anh em chả cá đây. Ngon quá hả? Các em ơi, nước sốt của nó ở bên dưới rồi, anh không thể cho các em xem được. Lên đi, làm nước sốt lên đi. Bùi bên dưới mới là hấp dẫn này. Bánh gạo của chúng ta mềm, ngấm gia vị. Ăn chung với mì cay nữa nhá. Đáng ngon quá. Hôm nay mà có thêm trứng cút ấy thì sẽ ngon hơn ấy. Anh ăn một combo luôn nhá. Ăn thử một combo đi. Anh sao thành không thích ăn combo, anh thích ăn lẻ. Ngon quá trời luôn. Đây là miếng tteokbokki đã dính đầy sốt. Một mắt thích ăn combo, mà chúng ta không cay quá, cay vị. Ngon không nói nên lời. Hấp dẫn quá. Hơi cay cay rồi, nhưng mà phải hơi cay một tí thì mới đúng là Hàn Quốc. Quá xá luôn. Ăn thử một miếng của mình tự làm em ạ. Bánh gạo của anh chắc không tự làm thì ăn cũng khá ngon. Nó rẻ hơn. Nó dẻo và nó ngấm gia vị hơn. Miếng hàng như là cái miếng của Hàn Quốc này thì béo hơn. Chắc là có họ làm cái gì đặc trưng của họ. Cắn miếng tteokbokki mềm. Nhớ đi không đi hỗ trợ từ Hàn Quốc ấy. Ba này được mấy bé kẹo. Ngon như thế này đâu. Thì họ làm cho nhiều người, họ không làm tử tế được.